Chia tương ăn nha mọi người. Kinh khủng. Con Tiên muốn thức ăn không? Con Tiên muốn thức ăn không? Thích ăn luôn. Gì vậy? Ăn quá trời vậy, Tiên đâu mua cho nổi. Để đi cầu vậy đó. Ừ. Mẹ bẻ. Hả? Mẹ bẻ. Ủa đâu trang thịt mà. Đâu, xịt 3 bữa, 2 bữa mấy rồi. Đâu mới đâu, hôm nay đâu có xịt. Mấy con khổng lồ kìa Phương. Chị nói mấy con khổng lồ kìa. Trời bên kia ăn lâu dĩ luôn kìa. Bên đây. Tại vì hôm qua chị nghe chị thấy cánh ăn kìa. Mất chim quá. Ăn mạnh hơn luôn mẹ đó. Ha. Mẹ mẹ cho ăn chưa? Hết rồi kìa. Trong nhiều thôi, thường hồi cho nó mót. Cái nào cũng thấy ít, ít dơ ha. Tại vì chắc có con muốn nhiều lục bình. Với tại mẹ thay bữa trước mẹ thay giùm, với lại mới trang chuồng nó không có, nó không có bận, không có dơ nhiều. Còn ăn mất trời kìa. Rồi đi tới đây cố tình cái bộ chuột chim hết nước vô một cái. Nè con lươn, đây nè con lươn bông ngay đây. Mới thấy nó. Nó còn bông bông đúng không? Chuồng bên đây luôn, bố mẹ ngon gì bằng trời. À, nó quá trời luôn nè. Sao mà quay bên kia được đây. Gãy ống luôn á. Nên nó còn muốn ăn nữa nè. Cá thể quá đẹp luôn nha mọi người. Nó mót kìa, hôm nay nó ăn dữ luôn á.